Vâng, đến với CEO thứ ba thôi. Và đây rất có thể sẽ là CEO cuối cùng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Mảnh máy của 98 quả hơi dốc nhưng vẫn đánh được. C3 rồi. Bài chim sẻ tôi bắt đầu thấy cái thế nó đẹp đẹp rồi đấy. Tôi bảo rồi, cung AC đánh cung mà cứ thấy hai rừng ốp hai bên này cả mặc định đẹp. Auto đẹp luôn. 98 7 dân, Yugi 9 dân. Như vậy chậm khoảng tầm 1 dân rưỡi dành cho game thủ. Vâng, U98. Thực ra thì với một cái nghề làm bình luận viên như em thì em cũng đã xác định rằng mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được, không ai có thể làm được, kể cả những bình luận viên nổi tiếng trên TV như kiểu anh Tại Biên Cương hay là anh Quang Huy bình luận bóng đá, Quang Huy Quang Tùng đấy bình luận bóng đá, mà các anh bình luận hay như thế mà vẫn có người còn chê trách còn chửi, chứ các em là bình luận viên game này bị chửi là chuyện quá bình thường, nên không xác định được cái điều đấy, nên là mình cứ cố gắng làm hết sức mình thôi. Và ai nào không thích thì có thể mute, các em thích thì vẫn cứ nghe và ủng hộ. Nhưng dù sao thì tất cả anh em đã nghe và đã theo dõi kiểu đấu này, đã vào cái fanpage của tụi chim sẻ để theo dõi thì cũng đã là ủng hộ cho game thủ và ủng hộ cho em rồi. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, hiệu 4 dành cho chim sẻ. Thế nhà là rất nhiều rừng nhưng đồ ăn đang là hơi ít. Bàn này hai quả phụ thì là mắc bình. Một mỏ quả phụ dành cho chim sẻ. Mỏ quả phụ thứ hai sẽ nằm ở đâu? À không, đối với sẻ thì chắc là phải thêm một mỏ quả phụ nữa và tầm hai voi thì mới là bài mắc bình. Bàn này sẽ kín nhà và xây A ở bên ngoài. Xây E kín nhà. Xây E BM BB để kín nhà. Sau đó là xây ải bên ngoài và tôi vừa nói xong. Vâng, bây giờ mà rơi vào tầm lúc 5 rưỡi thì tôi sẽ phán lô đấy. Nhưng mà vào giờ này tôi sẽ không bỏ phán lô, kể cả anh em có xin. Bởi phán lô giờ này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thêm một đàn hiêu nữa ở bên ngoài. Không biết rằng sẽ có đàn hiêu này hay không. Bình thường thì như thế này là đã đủ rồi. Hai mỏ quả cộng với một đàn hiêu là đủ đồ. Thậm chí còn là khỏe luôn. Đây là BG ăn quả dành cho chim sẻ. Và sẻ để thừa một cái lỗ ở cái rẽ nghe của mình để cho dân có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn. Những tình huống mà nó nhỏ nhỏ thôi, anh em phải chú ý. Nếu các bạn mà xây kín nhất thì dân nó sẽ phải đi vòng. Và lúc đó thì hiệu suất làm việc của con đồng dân các bạn nó sẽ thấp. Đây là chỉ kém lên một chút thôi, ảnh hưởng nó không quá nhiều, nhưng mà cứ mỗi một lần như thế, tầm 3 lần như vậy thì lại là một câu chuyện khác nha. Thêm một chiếc nhà BS nữa dành chim sẻ, như vậy chim sẻ đang đánh với cái bài mà hai quả cộng với hai hiêu. Đã có 2S dành cho sẻ rồi, đang chờ gỗ để thiết kế chiếc nhà BG thứ 3. 28 dân dành chim sẻ, rất trâu. Trâu văn bò, tơ này không nên xây ở giữa, mặc dù ở giữa là xây được. Xây ở giữa thì dân làm quả là khai thác nó sẽ không được nhanh. Hợp lý, như vậy bài sẻ là mắc bình, mặc dù lên không sớm. 98 thì sao? Anh đấm mày hả? Cẩn thận đấy. Anh bảo rồi gì? Đây là BB dành cho chú 98. Chú 98 đã có một bài mắc binh này. Nhưng có vẻ hơi lỗi gỗ một tí. Có lỗi gỗ không nhỉ? Bài cũng hai quả phụ dành cho 98 và thế nhà 98 cũng đẹp. Một bài 98 đẹp không kém thì bài của cầu thủ chim sẻ. Hai game thủ chúng ta đang có những cái bài đấu khá mắc bình. Đây là BA. BA trên dốc.
bà đánh 27 cộng 1 giành 98. Chim sẻ thì bà đánh 28 cộng 1. Rất trâu dần dành cho cả hai game thủ. Chim sẻ kích 11 sớm. 98 cũng kích 11 sớm, một người 28 dân của một người là 29 dân. 98 bắt đầu thiết kế chiếc cái bet thứ ba. Bài cũng là mắc của mắc dành cho 98. Hai cầu thủ chúng ta đang phải có phải một trận mà không thể đẹp hơn. Cả hai bài đều đẹp. Năm ma được hay không? Lực lên đời là quả. Lên đời đã còn ăn hai mỏ quả dở. Thực sự khỏe ở bài đấu này. Bên bạn biết lên đời như thế nào? Điểm số của sẻ đang là người cao nhất bản đồ. Đây là chim sẻ. Tham này 29. Đơn giản bởi vì em người đánh tới 29 dần. Thông tin báo về Bi lên đời xong. Bi luôn là game thủ khả năng lên đời rất ổn định trong mọi loại quân. Ở trong cái giải đấu solo AOE All Star vừa rồi, nếu bạn nào xem màn máy của game thủ BB trong trận chung kết giữa BB và game thủ Chip Boy thì thực sự về khả năng ép đời BB tôi rất nể. BB ép đời không hề kém tôi thời còn trẻ. 5 ma dành cho sẻ và 98 mấy a, hình như là 40 cũng 5 ma. 98 đang bò rất chắc từ phía như mặt nhà sẻ xa. Vâng, chắc là sợ ông anh mình đâm mình một phát ở sau lưng nên phải bò chắc. Hai game thử đánh 5 ma, không biết là ai sẽ là người gặp Bi, người đỡ sớm bản đồ ở trong trận đấu này. Vâng, ngày mai thì GTV sẽ có một kèo đấu với cả team Nghệ An. Kèo đấu sẽ là Nghệ An Full. Đối đầu với... Nghệ An Tùng Anh Thái Exciter. Bên này thì Chim Sẻ, U98, Anh Huy và Văn Hượng. Kèo đấu diễn ra vào 13 giờ chiều. Anh em hãy chú ý đón xem. Vâng, như vậy là bị Bi công rồi. Một tình huống mà 98 không để ý. E thì đã xây, nhưng chưa kịp xây xong. Và tên quân này là tên quân trí nhá. Tôi 98 đang hơi yếu thực mà lại bị công thẳng vào quanh dụng chính. 98 chỉ sóc được khoảng tầm 3 tên mà thôi. Nhưng bây giờ sẽ là tên mà 98 phải bắt tên quân này. Nhưng Bi có tên quân bổ sung, đáng nghĩa ra 98 phải có một ông dân để có thể bò vâng vị trí mà em chưa kịp bò. Đúng rồi, cơ cấu lại ruộng thật nhanh. Đây là hai tên quân của game thủ BB. Hai tân quân chỉ là 9 con thôi khi mà 98 đã bắt được một con rồi. Bi đang hit and run. 98 ăn được hai con cùng. Nhưng BB vẫn đang khiến cho 98 rất mất tài. Và tiếp tục sẽ là một tân đi vòng vào khoanh dụng chính. Vâng, trò chơi đuổi bắt. Hai em thủ vẫn đang thể hiện. Và người đuổi là 98. Người... À không, chưa... ừ, đúng rồi. Người đuổi là 98. Người chạy là BB. Nhưng người có lợi thế là BB chứ không phải là 98. Rất khó chịu và tân của đầu tiên chỉ mất 3 con dành BB, nhưng khiến cho 98 yếu lực đi rất nhiều và không thể sóc được quân. Đấy, chim sẻ ở cánh bên này dạo. Vâng, chim sẻ đang đối đầu với anh Yugi. Một trận đấu anh Yugi vâng đang thi đấu cân phèo với chim sẻ. Vâng, có lẽ sau 2 set đấu đầu tiên thì có vẻ như anh Yugi bắt đầu vâng vào tay chăng. Khả năng cao là vào tay. Anh Yugi bây giờ thì cũng có tuổi rồi. Để khởi động được thì có lẽ anh Yugi cũng sẽ phải mất tầm 1 đến 2 set. Và ngày hôm nay thì anh đã mất đến 2C rồi. Yugi đang bắn, BB thì đang chéo. Bởi vì BB biết rằng 98 vừa bắt một tên vâng vừa bị công ở một tên yếu. Nên 98 đang phải có thời gian để có thể hồi lại. Và BB chéo luôn nhưng mà quân của BB đâu ấy nhỉ? Uầy. Nhà anh Yugi cũng rất đẹp nhá. Các bạn để ý nhà của Yugi. Một cánh rừng cực dài. Và nó hướng thẳng tới sát mép bản đồ, kín luôn. Như vậy là nhà của Yugi không có đường móc. Không có đường móc, nhà đã kín. Và chỉ có thể ốp A mà thôi. 98 thì sao? 98 tham 54. Vẫn đang chỉ đứng ở nhà. Gặp BB quá khó thở. Và em không thể đi cung R ra khỏi nhà của mình. Nhớ bò lại. Một trận đấu mà dường như cả 4 game thủ đều có cái bài mắc bình.
Chewy mắc bình, chim sẻ mắc bình, 98 mắc bình và BB tôi chưa nhớ nhà mà tôi nghĩ là cũng mắc bình. BB còn tạt một turn sang cánh bên này để giảm áp lực cho game thủ Yugi. Những turn này thì BB chắc chắn là sẽ bị bắt cùng R rồi, nhưng đã làm lực của sẻ khá yếu. Bây thì Yugi là người dồn lên. 98 làm gì đi em ơi? Sẻ là cân 2 nãy giờ này. Tham 26-3 dành chim sẻ, cùng R chưa có chặt cỗ 2. Hơi loạn nhà và liên tục bị rỉa đằng sau rừng. Yugi đang muốn ốp chặt cỗ 1 dành chim sẻ thôi. Một tơn mà sẻ đã lên dốc, nhưng tơn này Yugi dường như là đông hơn. Sẻ có tơn quân tiếp viện ở đằng sau. Sẻ đang rất thổ báo tơn này, nâng cấp chặt cỗ 2. 98 cánh kia đẩy cho em, vẫn đang đứng ở nhà. Các bạn nhìn trên bản đồ con, 98 không thể đi khỏi nhà trong trận đấu này khi đối đầu với một game thủ quá cứng cựa như game thủ BB. Thực sự là BB cứng, và quân của BB trong tuần này so với quân của 98 đang là cân. Hai game thủ đang điều đờ điên đảo và không biết ai là người có lợi thế đây. Theo tôi thấy thì dường như 98 nó có lợi thế. 98 đang điều tốt hơn game thủ BB, chính xác là 98 trăm điều cũng rờ hơn game thủ BB. Chim sẻ đang phản công, mặc dù được một tơn giáo lực đến từ BB, nhưng dường như Yugi vẫn là người yếu hơn game thủ chim sẻ. Tơn này chim sẻ sẽ có cung R lọt vào bên trong. Khoảng tầm 8 không 6 cung R lọt vào bên trong. Trong tơn này nhà Yugi siêu kín, BC đã có, nhà chủ đã đóng, nhưng cung R lọt bên trong thì anh sẽ phải làm thế nào đây? Dường như đang kéo cung R bên trong để bắt tơn này, nhưng chim sẻ tiếp tục đục. Yugi anh không thể về E để ngăn cản những con cung R của game thủ chim sẻ. Bây giờ thì anh đào đá, gót tờ heo anh đào đá. Đào đá để làm gì đấy người anh trai? Nhưng mà BB luôn vẫn liên tục tạt. Bởi vì BB biết rằng nếu như để có một cuộc solo dài hơi giữa Yugi và chim sẻ thế là Yugi sẽ không có tí cửa gì. Nhưng mặc dù vậy thì tuần này thì anh Yugi vẫn yếu, vẫn yêu đi khá khá. Nhưng sẻ hãy nhớ rằng em bị bắt khá khá cùng rồi, hãy cẩn thận với tình huống ốp ngược đến từ anh Yugi. Mà em đánh kiểu gì để BB tạt lắm thế? 98 đẩy đi em ơi. Vâng, vẫn chưa thể đi ra khỏi nhà mình, vẫn liên tục công. BB đang công cả hai nhà trong trận đấu này. Tham 56 dành cho game thủ U98. Rất mất tay với những tân đi quần của game thủ BB. Vẩy ruộng vào. Tớ đến phải là vẩy ruộng. Không sao, thôi vẩy E thì cũng được. Bắt hết cung giờ của game thủ BB đi. Đây là chim sẻ tham 53. Sau tơ vừa rồi thì sẻ đã khiến Yugi yếu đi, nhưng hiện tại Yugi vẫn đang, vâng, còn móng ruộng và sẽ hồi lại nhanh thôi. Bây thì BB lại tạt, ông ấy lắm tay thế nhở? Vừa công vừa móc máy 98, bây giờ thì công và móc máy cả cái thủ chim sẻ. Rất khó chịu. Một trận đấu BB đang tạm gọi là cân 1.5. Vâng, trận này nếu như mà thua nữa thì khả năng tôi nghĩ là bên bạn sẽ nghỉ. Bởi vì BB trận này đã đánh quá hay rồi. Thực sự là hay đến từ cái thủ BB. Yugi lại đi lỗi quân nhưng anh có quân ở trên dốc. Nhưng sẻ là đông hơn trong tuần này. Yugi có một tuần quân bổ sung. Tuần này là khê nhỉ? Tuần này là hơi khê. Yugi đang người bắt được quân của chim sẻ và quân của anh đang đông hơn. Từ từ thôi. Sẻ đang muốn có một tuần đi phòng để làm một thế bánh mì kẹp chả dành cho những con cùng R của Yugi. Mà có mỗi hai cái ruộng đây thôi mà ông chạy bằng chạy đi chạy lại. Yugi dồn một tuần quân bổ sung. Tuần này là hơi căng. BB mà tạt sang là khả năng sẻ hoảng nhá. 98 phải làm cái đó để giữ chân kia thủ BB. Mạnh mẽ 98 tham 62. 98 bắt đầu phản công. Ông phản công hơi lâu đây ông ơi, phút 28 rồi đấy. Yugi bắt đầu lao vào trong nhà của sẻ. Yugi ăn được vầng lọt, có cung R lọt vào trong ruộng chính. Sẻ cần phải vẩy E để không cho cung R lọt vào quá sâu. Không, như vậy là không có tay để vẩy E. Cung R lọt vào trong sẽ là rất mất tay. 7 nhà BA dành cho chim sẻ. Tăng thêm hai cái ruộng. Yugi vẫn chưa được ốp được sẻ đâu. Yugi đang đứng để đốt E thôi. Đây rồi, như vậy là 98 của tân quân bổ sung. Một tân quân để khiến cho BB không thể tạt sang nhà của sẻ nữa. Nhưng mặt bên này, vâng, lại không kịp bò rồi. Yugi BB sẽ lại tiếp tục khoan ở vị trí này. 98 lại quay trở về thế thủ. Thực sự đối đầu với BB đang là quá cứng. Liên tục lãng pha vẩy E. Đây là tên vẩy E tốt dành cho 98. Vâng, BB rất tự tin để đấu quần với 98. Mặc dù 98 đang thế trận quân đẹp hơn. Và đang... mà tên này cũng chả biết ai đẹp hơn. Chim sẻ thì sao? Chim sẻ tham 74. Có đỡ tờ này không? Yugi đã có một dốc nhỏ hy sinh, nhưng chim sẻ đã có thế giản quân hình cánh cục. Tờ này đỡ thoải mái, vẫn đỡ được. Nhưng 98 mới đỡ được không? 98 tham tú còn 46, 48,
44. Vâng, tham tụt rất nhiều và là còn bị bắt quân ở phía bên ngoài. Nhà Bia thì đỡ được, nhưng tơn đi quân thì bị bắt rồi. Tham chỉ còn là 37. Một trận bị đánh quá hay. Mặc dù là bài của Yugi Mark, nhưng người đánh hay trận này không phải là game thủ Yugi, mà là game thủ BB. Một trận có thể gọi là cân 2 chứ không phải là cân 1.5 nữa rồi. Quá nhiều tay. Ốp cho 98 yếu, sau đó còn móc game thủ chim sẻ. Hay. Tham 42 và có vẻ như tham 2 đã khó rồi. Như vậy tỷ số là 1-0 cho số 3 dành đôi bạn. Một trận nếu như tôi là bên BB Club thì tôi sẽ đưa trận này vào highlight dành cho BB. Hay. Và mặc dù đi công rất nhiều, người ở nhà của BB đang quá nhiều ruộng. Nhà chính đập nhòa nhét bắt đầu ăn vàng và 10 nhà BA sóc đều. Một trận mà cả 4 nhà bài đều mắc.